Giá vàng hôm nay ngày 15 tháng 10 đến lượt vàng nhẫn, vàng trang sức gây bất ngờ Dù giá vàng SGC ở vùng đỉnh lịch sử nhưng giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước lại bất ngờ nhiều hơn khi vàng trang sức, vàng nhẫn mới tăng dựng đứng Cuối tuần 15-9, giá vàng SGC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 69,8 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 71 triệu đồng mỗi lượng Duy trì ổn định ở mức cao so với hôm qua nếu so với cuối tuần trước, vàng SJC đã tăng thêm khoảng 1,2 triệu đồng mỗi lượng và đánh dấu tuần tăng giá thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, bất ngờ phải kể đến là giá vàng nhẫn, vàng trang sức các loại khi được doanh nghiệp giao dịch quanh 57,1 triệu đồng mỗi lượng mua vào. 58,15 triệu đồng mỗi lượng bán ra, tăng tới 1,65 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước. Như vậy, giá vàng hôm nay tăng rất mạnh đối với vàng nhẫn, vàng trang sức giúp giá vàng trong nước đang ở vùng đỉnh lịch sử giá vàng trong nước tăng mạnh do ảnh hưởng từ đà nhảy vọt của giá vàng thế giới. Thậm chí, giá vàng SJC, vàng trang sức còn không tăng mạnh bằng giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đóng cửa tuần giao dịch ở mức 1932 đô mỗi ao, tăng tới 100 đô mỗi ao so với cuối tuần trước, tương đương mức tăng gần 3 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng thế giới tăng dựng đứng trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng gia tăng trước căng thẳng địa chính trị ở Israel, giá USD và lợi suất trái phiếu Mỹ dừng đà tăng xu hướng giá vàng tuần tới tiếp tục được dự đoán tăng theo kết quả khảo sát của Kitco. Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở phố Hua, có 14 chuyên gia trả lời trong đó tới 72% ý kiến cho rằng giá vàng tăng, 14% nhận định giá vàng giảm và số còn lại dự báo giá vàng đi ngang. Tương tự, tại cuộc trả lời trực tuyến ở Main Street, có 431 chuyên gia phân tích tham gia trả lời trong đó 72% ý kiến nhận định giá vàng tăng tiếp, chỉ 18% nói rằng giá vàng giảm và số còn lại dự đoán giá vàng đi ngang hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 57,4 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn vàng trang sức và vàng nhẫn 24K khoảng 800.000 đồng mỗi lượng, trong khi thấp hơn vàng SJC trên 13 triệu đồng mỗi lượng. Tỷ giá trung tâm cuối tuần được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 24.077 đồng mỗi đô, tăng 3 đồng mỗi đô so với cuối tuần trước. Giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch quanh 24.275 đồng mỗi đô mua vào, 24.615 đồng mỗi đô bán ra, tăng 55 đồng mỗi đô so với cuối tuần trước.